Chào các bác, em vừa dọn xong tiếp được con lọc khí Daikin đồng hồ vuông. Cái dòng máy siêu lành bền, ngon bổ rẻ, lọc tốt hiệu quả, giá thành nó cũng vừa phải. Phục vụ các bác. Con Daikin đồng hồ vuông em bán là 2,5 triệu bảo hành 1 năm. Máy đã được đấu biến áp điện 220V rồi ạ. Bảo hành 1 năm có nhà bên em là đấu biến áp chứ không đấu tụ. Mỗi một thứ là sẽ đổi lên một chút đây các bạn ạ, biến áp nhá. Đây, biến áp là em mua lại biến áp dây đồng để đấu cho các bác luôn. Và cảm biến thì bên em không câu dây dợ như các bác khác đâu, mà em mua luôn cảm biến mới nhá. Đấy. Cái này riêng cái khoản cảm biến với cả cái khoản về biến áp đã là chênh tiền, bây giờ màng thì cũng nhập cái loại màng tốt lắp cho các bác. Một con Daikin đồng hồ vuông, máy đã làm dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ trắng tinh rồi. Tinh luôn. Full tính năng. Độ ẩm hôm nay rất là cao các bác ạ, độ ẩm này rất là cao nhé. Máy em đã thay cảm biến báo chính xác cực kỳ luôn đấy ạ. Công nghệ tăng giảm ánh sáng này, nút này nhé. Hẹn giờ tắt bật các kiểu luôn. Các nút bấm trơn tru các bác. Nút này là cái chế độ lọc nhanh, lọc tính nhanh nhé. Tắt bật yêu, độ ẩm, tốc độ lọc khí đối với nắp 220V rồi. Hai bên này thì là đèn báo, một bên cảm biến bụi, cảm biến mùi. Xanh như này là sạch, còn nếu mà đỏ là bẩn. Màng tạo ẩm còn zin còn rất đẹp. Rất đẹp quá nha, rất là xốp luôn. Màng tạo ẩm zin này rất là hiếm. Trước này thì mình dùng cho phòng khoảng 10 đến 50 m2 để ok hết. Siêu tiết kiệm điện, mỗi giờ các bác dùng nó chỉ rơi vào khoảng 15 đến 20W một giờ thôi, không phải lo gì về điện đâu ạ. Tiết kiệm điện luôn. Đây là cái dòng máy lọc khí mà em bán tâm đắc nhất từ trước đến nay. Các bác nhìn này, các cái dòng là bác nào chưa lọc khí rồi các bác biết, bình thường các hãng khác chỉ có duy nhất cái màng này thôi. Nhưng bên dòng này, Daikin này còn thêm hai cột tĩnh điện này, ở trong này nó có một cái sợi dây nó bắt đây các bác này. Bắt với cực âm cực dương ở đây, qua hai cái tiếp xúc ở đây đấy. Yeah. Qua VIP con này công nghệ lọc đỉnh cao đấy, một tiếp xúc ở đây các bạn nhé, tiếp xúc bên này tạo ra một cực âm cực dương, phóng tia lửa điện bắt bụi, làm bụi nhiễm điện thì khả năng thu ở đây sẽ tốt hơn. Thêm một lưới thô này. Đấy. Màng HEPA em thay mới nhé. Loại lắp lại đẹp luôn. Màng than ở trong thì zin. Một chiếc máy đến 5 cấp độ lọc. Cảm biến ẩm, bụi, mùi các kiểu. Lọc hiệu quả, phù hợp những ngày hanh khô. Đấy. Chiếc này bác nào có nhu cầu mua alo cho em nhé. Mã số 30 ạ. 2,5 triệu. Bảo hành 1 năm. Bảo hành tất các hạng mục ạ. Cứ lỗi gì em bảo hành hết. Này. Nên các bác hoàn toàn yên tâm. Không lo gì về chất lượng cả. Máy lọc khí của Nhật thì các bác dùng 20 năm, 30 năm nó cũng chả làm sao cả. Đây là phía tem mác đằng sau. Con này được sản xuất 2014, là cái đời cuối cùng của model này, tương đương với vòng trăng đấy. CD máy 9622 TCK70 75W chạy cực đại. Điện nguyên bản 100 thì đấu biến áp bên trong, đút em đút cái vị trí dây gầm đế này này. Đấy, nó thành hạch đố tắc nối qua cái dây này, nối tiếp qua dây đây. Để thành 220V thôi, đơn giản. Bác có nhu cầu ủng hộ bên em nhé. Số điện thoại Zalo, alo cho hoặc là nhắn Zalo để trả lời. Bác có thể ấn đăng ký kênh giúp em để tăng thêm cái độ tương tác, giúp shop bán hàng được nhiều hơn ạ. Cảm ơn các bác.